Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 mọi người nhé. Nhà vườn mình tiến hành phun phòng trừ nấm bệnh cũng như là phòng trừ ruồi vàng và dưỡng cây dưỡng quả cho cam V2. Đây, cam V2 của nhà mình đây. Vườn này đã tròn 13 năm từ tháng 9 vừa rồi. Bây giờ đang bước vào năm thứ 14 mọi người nhé. Thì đây hôm nay nhà vườn mình tiến hành mình phun những cái gì thì mình chia sẻ với mọi người. Đầu tiên kể đến đó là thằng trừ lấm thì mình phun thằng gói Zilumin Gold, hàng của Ấn Độ, gói 1 cân mọi người nhá, hàng của Ấn Độ này. Gói 1 cân, gói 1 kg. Hòa 400 lít nước. Đấy, đây mình hòa 400 lít nước gói Zilumin Gold. Đấy, đây. Hàng của Ấn Độ mọi người nhá, thành phần mancozeb và metalesin. Cực là tốt luôn, phòng trừ sương muối sương mai, hòa 400 lít. Đây một khối 2, mình lấy 3 gói này, 1 2 3 này. Đấy, 3 gói. Và kể đến thằng trị ruồi vàng mình phun thằng vẹt xanh mọi người nha. Đây vẹt xanh, chai này hòa 250 lít, 300 lít nhưng mình hòa đặc hơn là 250 lít một lọ. Đây một khối 1, 2, 3, 4, 5 mình cho 5 lọ mọi người nha. Đấy, một khối 2 mình cho 5 lọ thằng vẹt xanh đặc trị ruồi vàng bướm mắt đỏ luôn. Và kể đến phân bón lá thì nhà vườn mình tiến hành mình phun 19-19. Đây cam nòng vàng, cam chín rồi thì không phun được thằng 19-19 mọi người nhá. Để mọi người phun thằng kali siêu tan ấy, thì nó càng nhanh chín. Đấy, mọi người phun thằng kali siêu tan thì nó sẽ càng nhanh chín hơn, đẹp hơn. Còn cam chưa chín quả mà nó chín ra tết giống như chín muộn đấy, giống như cam B2 thì mọi người vẫn cứ phun thằng cân bằng 19-19-19 được mọi người nhá. Có nghĩa là 19 đạm, 19 nân, 19 kali. Gói này mình hòa 600 lít nước. Đây, khối 22 gói mọi người nhá. Và tiếp theo kể đến phân bón lá của nhà mình phối cùng đó là thằng amino acid không thể thiếu trong mỗi lần phun. Nhà mình lần nào phun mình cộng thằng amino acid mọi người nha. Đậm đặc này, cực kỳ là hiệu quả, đổ ra màu đen như mật ong luôn nha. Một chai này hòa 400 lít nước. Đấy, một chai này hòa 400 lít nước. Đây, một khối 2 mình cho 3 chai, 1, 2, 3, 3 chai amino acid. Và vi lượng, combi chung vi lượng mình vẫn cứ cộng mọi người nha. Tại vì là cam V2 nó chín rất là muộn, thế nên là mà cái giai đoạn quả chín thì không cộng được chung vi lượng đâu. Thế nên là bây giờ mình quả nó vẫn còn xanh như này, mọi người cộng tẹt ga nha. Vẫn cứ cộng thằng chung vi lượng được nha mọi người nha. Đấy, lưu ý là cây cam có quả nha, còn cam không có quả thì không phun dưỡng chất nha, để ủ mầm hoa mọi người nhá. Giờ không cho nó ra lọc đông được. Đấy, nhưng mà cam đang nuôi quả thì vẫn cứ phun, vẫn cho ăn bình thường nha, vẫn phun bình thường. Đây. Gói compi vi lượng này thì nó bao gồm đồng sắt, kẽm, mangan, silic, natri, bo, canxi vân vân, nó có chung vi lượng tất cả trong gói này, hòa 200 lít nước một gói này. Và đặc biệt cái thằng này nó có kẽm cao 15.000 ppm nên là nó rất là tốt này. Nó bổ sung cả amino acid, rồi tất cả những cái NPK nó cũng có, nhưng nó có phần trăm ít thôi nên là hòa rất là tốt, phun cái này mọi người nhá. Xanh lá cây cực kỳ là dày lá. Đấy, mình bổ sung thêm cái thằng này, hòa 200 lít nước một gói. Khối 2 mình cho 6 gói, 2 4. Đấy, 6 gói mọi người nhá, 2 4 6 gói. Đấy, đây mình làm gì thì mình chia sẻ đấy thôi. Các bác ai cần tư vấn cũng như là hỗ trợ thuốc thang thì mọi người liên hệ với em qua số điện thoại 0386 293 755, hoặc là nhắn tin với em qua số Zalo góc phải màn hình, đó cũng là số điện thoại của em. Em sẽ tư vấn cũng như là hỗ trợ thuốc thang nếu các bác cần mọi người nha. Đấy, thuốc thì em lấy tận gốc nguồn của công ty nên là giá thì cực kỳ là ưu đãi từ cái gốc của công ty luôn mọi người nha. Đấy, giá cực kỳ là ưu đãi từ gốc của công ty, không qua khâu trung gian, không qua đại lý nào cả mọi người nha. Em xin làm video chia sẻ cho mọi người, xin cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành ủng hộ kênh cho em chia sẻ đây, em xin kết thúc video tại đây. Xin kính chúc mọi người sức khỏe và mùa màng bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người nha.